ta cho nhá. Đây này. Đấy, con này nó cứ đòi tha đi. Nó không nghe chứ. Cái con mic này nó lỉnh. Đây thế chị. Uống sữa đi. Uống sữa ăn gà đi, tí nữa nấu cháo chân giò nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Anh con mic không? Con mic này thì em đang hôm trước nó để mấy con cún con ấy, thì này em đang cho nó ở trong cái em cái chuồng kia và em che chắn rất chi là cẩn thận rồi. Thế nhưng mà làng mic này nó là một cái giống chó săn ấy, nên là nó rất là thích cái kiểu mà sống tự do như này nhá. Thì sáng nay nó cứ đòi ra ngoài, em để ý xem nào và theo dõi xem là nó ra ngoài để làm gì. Nhà thì cả nhà nhìn thấy chân tay nó bận chưa. Hiện tại là bây giờ mình đang cho con nó ở trong cái chuồng này, nhưng mà mic thì không thích cho con ở trong cái chuồng đấy, và nó đang tìm chỗ để nó đào hang như thế này nhá. Nó đào hang và nó di chuyển con nó đi chỗ khác. Đây là con nó ngủ rất chi đáng yêu, cứ thả nó ra nhá là nó sẽ đi tìm chỗ cả nhà. Đây thì nó bới cả nhà, con nó đây này. Sao ở trong này không thích à? Hả, đi bới đâu nữa, bới nhỡ mưa thì sao? Bới đuôi con dưới đất nhỡ mưa thì sao? Thì mình phải làm thế nào? Mình có ta được con lên không? Hả? Ở trong này điều kiện tốt này không thích à? Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Thằng con của nó, yêu không? Ôi, con nó mập mạp lắm rồi nè. Con nó mập chưa? Làm mê bột tí mít. Sữa. Không ở đây, nó chút ở đây. Đấy, đường đi của mít nè. Đấy, mít nó sẽ chui vào đây, nó bới đồ này. Cái chân nó này, ý trời ơi. Cái tí nó này, nó bới nỗi mà chảy hết sữa ra đây này. Đi vào cho con ti đi. Rồi vào trong kia ở đi. Đây này thấy không? Nó bới ở trong đấy. Mít nó bới trong đấy làm hàng trong đấy, cho con nó vào đấy cho nó mát. Kiểu kiểu đấy. Hay em sẽ dình con mít này xem nó làm những cái trò gì như này nhé. Sao? Nó sẽ bới thành một cái hang như thế kìa. Con mít này. Nó làm mấy đường cơ. Nó làm mấy đường vào luôn đấy cả nhà. Sao? Con thích cho con ra đây à? Con thích đào con nó trong kia này. Đấy. Đây con mít này. Đây nhà thấy không? Mít chưa? Mít giỏi chưa? Nhìn thấy em. Sao con?
con cứ làm việc của con đi. Đấy, sẽ dình nó xong rồi sẽ được dình nó xong rồi nó tha con nó đi dình nó lên nó. Này nó cũng thích để con nó ở trong kia đâu. Khi mà em để trong chuồng nó nóng. Chị ở làm đây con nó kêu nó lại chạy làm. Mệt rồi làm thật. Khi ấy sinh xong rồi cũng rảnh xong rồi kiếm nó cũng kém nó cũng không ăn rồi. Thế cả con nó thì mẫm lắm, con nó mẫm lắm. Thảo nó ra là nó vậy đấy, cái thảo nó ra nó đi tìm nó có đào hang rồi mà cho con nó đi. Cái này cũng không nghĩ là đôi khi mình rất chi là hăng hái. Ướm cả nhà, ướm cho nó vừa chứ. Cả nhà nha, Mích nó đào xong cái hang rồi, bây giờ nó vào liếm con nó ấy. Xong rồi em nghĩ kiểu gì nó cũng tha con nó đi này. Đấy, nó đang chuẩn bị tha rồi đấy. Hơi vất vả, con nó mẫn. Đấy. Đấy à. Đấy à. Ồ, mày chui vào kiểu gì nào, mày chui vào kiểu gì nào. Mà nó nào có đường vào khó khăn lắm, để cho mình đỡ phải thế rồi đó, cho mình đỡ vào được ấy. Đấy, yêu quay kia mà đi, nó nhìn em đấy. Đấy. Dọn nhà chị Mích, chị dọn nhà rồi. Chị quyết định chị dọn nhà rồi. Bây giờ con ơi, trong kia sướng thế thì con không cho con ở đấy, con còn vất vả thế chứ nhỉ. Nhưng mà khi phải tôn trọng nó, con này lớn, con nó to rồi. Sao? Không được rồi đúng không? Đưa mẹ. Thôi. Quảng rồi, đi ra con, đi ra. Bế con vào đi nhanh. Đi vào trong kia. Vào trong kia làm. Ôi dồi ôi, nào, Mích ơi. Đi, bế con. Trời ơi, Mích ơi. Đi vào đây. Thôi, can. Thôi, can. Mích, thôi. Thôi, ở đây, cho con ở đây nhá. Thôi, đi ở đây thôi. Con này nó cứ đòi tha đi. Nó không nghe chứ, cái con Mích này nó lỉnh. Ây thế chứ. Uống sữa đi. Uống sữa ăn gà đi, tí mẹ nấu cháo chân giò nhé. Vậy nhỉ. Cứ đòi tha con đi. Mích nó đang vào ta lốt hai con còn lại đấy. Rồi, nó tha con chó khoang của em. Trời ơi, giờ vào kiểu gì đây?
vào kiểu gì, sao con không vào được vậy? Con nó lớn nhanh lắm. Nó đẻ con nào, cái này có một cái điều kỳ lạ này như này nhé. Mic nó đẻ con nào ra trước, nó sẽ tha con đấy đầu tiên. Con nào đẻ ra thứ hai, nó sẽ tha ra thứ hai. Con nào nó đẻ thứ ba, tha thứ ba. Và cái con, tại sao em nhớ được? Bởi vì là cái con quang mà vợ nó tha ra vừa xong đó, là cái con đấy là chính là em là cái người đỡ cho nó. Bởi vì là nó đẻ bên chùa bên kia thì là nó thả ra đây, nó đẻ rơi cái con chó quang này ở cái chỗ, cái chỗ nhà xe này này. Thế thế nào em ấy đỡ con đấy nên em nhớ. Con đấy là con thứ tư, thì đúng là nó tha lần lượt từng con một, và con thứ tư cũng là cái con khoang đấy, nó tha nhá. Bây giờ còn duy nhất một con nữa thôi, tức là con này. Con này là đẻ trong chuồng này, đây là nhà nhá. Đây còn một mình em này thôi, chắc chắn con này là con đẻ thêm. Và bây giờ nó sẽ vào nó tha lốt. Đi vào tha lốt đi con. Nó sẽ vào nó tha lốt con cún con đấy. Đây nhá. Mít nó sẽ vào tha lốt con cún con đấy. Đó, nó đang đi ra này. Đấy, đi ra chật vật lắm. Rồi. Chắc chắn một điều nó sẽ tha lốt con cún con đấy ra này cả nhà này. Đấy. Rồi. Rồi. Con này là cụt đuôi cả nhà. Cụt đuôi. Đấy. Rồi, giờ nó tha hết đi rồi. Nó đòi ra ở riêng rồi cả nhà. Mít đòi ra ở riêng rồi. Đấy, đấy. Nhớ cả nhà nhá, Mít nó đã hoàn thành công cuộc làm nhà và ở riêng, chứ không thèm ở trên cái nhà cao cửa rộng này. Đào hang cho con nó và nó sẽ mang tha hết lần lượt từng con một của nó đi vào cái ổ này của nó. Ổ này là ổ nhà của nó tự đào đấy cả nhà này. Đấy, trời ơi cái con Mít này. Đấy cả nhà nhá. Đấy, nó tự đào, nó rất chi là hài lòng. Rồi, nó cho con nó vào đây rồi cả nhà. Đây là sinh tồn tự nhiên ấy. Đấy. Như cả nhà nhá, thì sáng nay em thả nó ra và nó đào hang. Rồi thì là bây giờ nó tha con nó ra như này đây. Đấy, rồi. Ê, cả nhà thấy Mít nó khôn không? Nó khôn mà nó thông minh không? Nó tha lần lượt từng con một, con nào đẻ trước đẻ sau nó sẽ tha lần lượt như cả nhà nhá. Cũng sẽ theo dõi Mít và em sẽ quay video cho cả nhà xem sinh tồn của mẹ con Mít khi mà đòi ra ở riêng như này nhé cả nhà nhá. Xem Mít cho con sinh tồn như nào. Đó, cũng rất may mắn là Mít nó không tha đi xa. Và nó chọn một cái chỗ này để nó đào hang cho con ở đây. Đấy, xem video thấy hay, yêu quý mẹ con nhà Mít thì đăng ký ủng hộ cho gia đình em nhá, để ra tiếp tục những video về sinh tồn của mẹ con nhà Mít khi ra ở riêng như cả nhà nhá. Xin chào tất cả mọi người.